Lời khuyên cổ nhân về giấc ngủ. Ngủ thế này thì bệnh tật sẽ tìm đến lần này tới lần khác. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu: người ngủ ba giấc mạng mỏng hơn giấy. Câu nói người ngủ ba giấc mạng mỏng hơn giấy để khuyên chúng ta nên tránh bị vướng vào ba kiểu ngủ sau đây, vì đó là nguyên nhân khiến ta bị tổn thọ. Nghe lời khuyên cổ nhân về giấc ngủ để có thể duy trì thói quen mới lành mạnh hơn. Vì nếu chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo sẽ gây hại cho sức khỏe, sinh ra nhiều bệnh tật, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn. Trong thời đại phát triển, y khoa và khoa học đều cho chúng ta rất nhiều kiến thức bổ ích và nâng cao hơn ngày xưa. Nhưng cũng không thể bác bỏ một điều rằng có nhiều thứ mà chúng ta cũng nên học hỏi lại từ các bậc cha ông của mình. Không chỉ đưa ra những lời khuyên về việc nhìn người, mà cổ nhân còn chỉ ra đâu là cách ngủ sai để ta phòng tránh nhằm tìm cách phù hợp cải thiện sức khỏe của mình. Với sự phát triển của thời đại, đời sống của con người ngày càng được cải thiện và người ta cũng dần chú ý tới việc giữ gìn sức khỏe. Con người thời xưa cũng rất coi trọng vấn đề sức khỏe và quan tâm tới mọi mặt của cuộc sống. Một trong số đó chính là giấc ngủ. Những lời khuyên cổ nhân về giấc ngủ sau đây dễ hiểu, dễ thực hành. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm trong việc bảo đảm và duy trì một giấc ngủ ngon, có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Trong đó có ba giấc ngủ được cổ nhân khuyên cần tránh xa. Vậy ba giấc ngủ đó là gì? Hãy cùng lắng đọng tinh hoa, lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thứ nhất, ngủ nướng. Rất nhiều người có thói quen ngủ nướng vì cảm thấy mệt, thấy buồn, lười không muốn dậy sớm. Nhưng theo cổ nhân thì không nên duy trì thói quen này bởi có thể gây hại cho sức khỏe. Một trong những đại kỵ của người xưa đó là sự vô độ từ trong ăn uống tới ngủ nghỉ và giải trí. Ngủ nướng mặc dù có thể là thú vui ngắn hạn, nhưng nó ẩn chứa nhiều tác động tiêu cực lâu dài đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những hệ quả tiêu cực của thói quen này và lý do tại sao nên tránh ngủ nướng. Đầu tiên, ngủ nướng có thể dẫn tới mất cơ hội và thời gian quý báu. Như đã đề cập, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng được coi là thời gian tốt nhất để bắt đầu một ngày mới. Mặt trời mọc và ánh sáng ban ngày đầu tiên giúp kích thích tinh thần, làm tăng năng lượng và tạo cảm giác tỉnh táo. Nếu bạn thường xuyên bỏ lỡ khoảng thời gian này để ngủ thêm, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội để bắt đầu một ngày thành công và hiệu quả. Hơn nữa, ngủ nướng có thể gây ra sự mệt mỏi và u mê. Mặc dù bạn có ngủ nhiều giờ hơn, nhưng nếu thức dậy muộn, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ suốt cả ngày. Điều này là do chu kỳ giấc ngủ của bạn bị gián đoạn và cơ thể không có đủ thời gian để đánh thức từng bước một. Kết quả là bạn có thể trải qua sự mệt mỏi và mất tập trung trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, ngủ nướng có thể gây cảm giác lười biếng và thiếu động lực. Khi bạn thường xuyên ngủ thêm vào buổi sáng, bạn có thể trở nên lười biếng và không muốn tham gia vào các hoạt động. Điều này
có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, sự sáng tạo và sự tiến bộ trong cuộc sống. Vì vậy, để có một cuộc sống khỏe mạnh và hiệu quả, hãy cố gắng thức dậy sớm và tận hưởng sự tươi mới của buổi sáng. Hãy biết tận dụng thời gian và cơ hội để bắt đầu một ngày mới mạnh mẽ và đầy năng lượng. Ngủ nướng có thể là một thú vui ngắn hạn, nhưng để thực sự thành công và hạnh phúc, hãy tránh thói quen này và tập trung vào mục tiêu và định hình cuộc sống của bạn một cách tích cực. Thứ hai, ngủ đảo. Ngủ đảo ngược có nghĩa là giờ ngủ không giống với những người bình thường. Giờ giấc bị đảo, ngủ ngày, làm đêm. Ngủ ngon mới có thể giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Thế nhưng, không ít người vì lý do công việc mà phải tập thói quen ngủ ngày và cày đêm. Thứ mà họ trả giá là sức khỏe yếu kém và sức đề kháng giảm. Tình trạng này xảy ra phổ biến ở những ai phải làm ca đêm. Đây được xem là việc làm không khoa học, gây ra không ít bệnh tật. Việc giờ giấc bị đảo lộn ảnh hưởng tới cơ chế hoạt động thông thường của cơ thể chúng ta. Khoa học hiện đại cũng đã chỉ ra rằng, thời gian tốt nhất để gan bài tiết chất độc là khoảng 11 giờ đêm. Nếu thường xuyên thức quá khuya, sẽ gây ra rối loạn nội tiết, đào thải ngược đồng hồ sinh học của cơ thể và về lâu dài sẽ gây hại cho sức khỏe. Thế nên, lời khuyên cổ nhân về giấc ngủ nói về việc tránh ngủ đảo thì mới mong tránh được tình trạng mạng mỏng hơn giấy, sống không thọ. Thực tế là việc duy trì những thói quen ngủ xấu như trên về lâu dài gây suy giảm sức khỏe rất nhiều, từ đó dẫn tới nguy cơ có thể nhiễm nhiều căn bệnh khác. Thức khuya, thiếu ngủ lâu ngày là nguyên nhân chính làm giảm sức đề kháng, rối loạn nội tiết. Từ đây bắt đầu nảy sinh ra nhiều bệnh tật khác nhau. Nếu không điều chỉnh sớm mà chỉ nghĩ rằng chỉ cần bồi bổ dưỡng chất là đủ, chính là quan niệm sai lầm của hầu hết chúng ta. Thực tế là có giấc ngủ đúng mới không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, nhờ đó mà gia tăng hiệu quả công việc và học tập của chúng ta. Cơ thể của chúng ta như một bộ máy, chúng cũng có giờ giấc hoạt động rất khoa học. Ta phải hiểu nó để có thể vận hành đúng cách. Ví dụ, việc nghỉ ngơi và giải độc cho các cơ quan ở bên trong cơ thể cần được tiến hành trong giấc ngủ sâu. Do đó, thời điểm tốt nhất để đi ngủ là trước 23 giờ và thức dậy vào khoảng thời gian từ 5 giờ tới 7 giờ sáng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, mọi người nên duy trì thời gian ngủ đủ từ 6 tới 8 tiếng một ngày. Một số người có thể cho rằng chỉ cần bồi bổ dưỡng chất là đủ, nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Có ngủ đúng và đủ mới không ảnh hưởng tới sức khỏe, và nó còn giúp tăng cường hiệu suất làm việc và học tập. Cơ thể chúng ta hoạt động theo một lịch trình khoa học, và việc hiểu rõ nó là quan trọng để duy trì sức khỏe. Vì vậy, dù cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải làm việc trong các ca đêm hoặc có lịch trình không đều đặn, hãy cân nhắc tác động của việc ngủ đảo đối với sức khỏe và cố gắng điều chỉnh giấc ngủ sao cho phù hợp nhất với cơ thể của bạn. Chăm sóc sức khỏe và giấc ngủ đúng đắn luôn là quan trọng nhất. Thứ ba, ngủ ngộp. Ngủ ngộp tức là kiểu ngủ chùm chăn kín đầu. Nhiều người phải chùm chăn như thế thì mới ngủ được, nhất là trong mùa đông lạnh giá. Chúng ta hay chùm kín để cho ấm mặt mà không hiểu rõ tác hại của nó. Người xưa đã hiểu rõ những nguy hại của việc này gây ra.
việc này khiến hao tổn sức khỏe và tuổi thọ, nên mới khuyên chúng ta cần phải tránh xa. Còn theo khía cạnh khoa học, cách ngủ này mặc dù ấm nhưng lại khiến chúng ta khó hít thở, không khí không được luân chuyển trong chăn, ta bị giảm lượng oxy hít vào, trong khi lại dư khí CO2. Lượng CO2 thở ra dư thừa này sẽ khiến chúng ta hít thở không thông, đồng thời dễ bị đau đầu sau khi ngủ dậy. Việc này lâu dài sẽ làm hao mòn sức lực của chúng ta. Có thể thấy rằng, giấc ngủ và việc ngủ như thế nào có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mỗi người. Do đó, mỗi cá nhân hãy chú ý tới giấc ngủ của mình, tránh thói quen xấu và tập ngủ sớm, dậy sớm để bảo đảm sức khỏe. Đầu tiên, ngủ ngộp có thể gây mất hiệu suất giấc ngủ. Chùm chăn kín đầu có thể tạo ra cảm giác nóng bức và khó chịu, khiến bạn không thể thoải mái để thư giãn và thụ động vào giấc ngủ. Điều này có thể dẫn tới thời gian ngủ ngắn hơn và giấc ngủ ít chất lượng hơn, khiến bạn thức dậy vào sáng hôm sau mà vẫn cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời, ngủ ngộp có thể gây rối loạn hô hấp. Khi chùm chăn kín đầu, bạn có thể gặp khó khăn trong việc hít thở và lấy đủ lượng oxy cần thiết cho cơ thể. Điều này có thể dẫn tới sự gián đoạn trong quá trình ngủ, thậm chí gây ra những vấn đề về hô hấp như là thở khò khè, ngắt quãng trong hô hấp, và thậm chí nguy hiểm hơn là ngưng thở tạm thời. Hơn nữa, khi bạn chùm chăn kín đầu, cơ thể có thể bị nóng quá nhanh, làm cho quá trình tự động điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trở nên không hiệu quả. Điều này có thể dẫn tới cảm giác bốc hơi và đổ mồ hôi trong khi bạn ngủ, làm gián đoạn giấc ngủ và tạo điều kiện cho việc thức dậy vào ban đêm. Cuối cùng, ngủ ngộp có thể gây khó chịu và đau đầu sau khi thức dậy. Khi bạn thức dậy sau một giấc ngủ ngộp, bạn có thể cảm thấy đau đầu, mệt mỏi và khó chịu. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và hoạt động hàng ngày của bạn. Vì vậy, để đảm bảo một giấc ngủ lành mạnh và hữu ích cho sức khỏe, hãy tránh thói quen ngủ ngộp. Thay vào đó, chọn loại chăn và gối phù hợp với nhiệt độ phòng và thoải mái cho bạn, đảm bảo có đủ không gian để không khí lưu thông trong phòng ngủ và hít thở dễ dàng. Bạn sẽ cảm ơn sự thay đổi này khi giấc ngủ của bạn trở nên sâu và hữu ích hơn cho sức khỏe và tinh thần của bạn. Vậy thưa quý vị, đâu là tư thế ngủ đúng? Trong cuộc sống, việc quan tâm tới giấc ngủ cũng quan trọng như việc bồi bổ, chăm sóc cơ thể vậy. Do đó, hãy nhớ sắp xếp cuộc sống để đảm bảo chất lượng và thời gian đầy đủ. Lời khuyên cổ nhân về giấc ngủ rất quan trọng nữa, đó là: muốn dễ ngủ thì chân không được để hướng Tây, đầu không quay về hướng Đông. Nghĩa là, tư thế ngủ đúng ở đây là nằm dọc cơ thể hướng Bắc Nam. Tư thế này sẽ giúp ngủ ngon hơn và tốt cho sức khỏe. Hầu hết chúng ta không quan tâm tới việc này vì nghĩ nằm thế nào cũng được, xoay giường thế nào cũng không quá quan trọng. Thế nhưng, các thí nghiệm khoa học cũng đã chỉ ra rằng quan niệm này của cổ nhân là rất hợp lý. Việc này thuận theo từ trường của trái đất, nó cũng tương thích với từ trường trong cơ thể của chúng ta nếu đúng hướng Bắc Nam. Khi nằm quay đầu về hướng Bắc và chân quay về hướng Nam, chúng ta có thể duy trì sự cân bằng âm dương trong cơ thể, mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngược lại, khi nằm ngủ mà đầu quay về hướng Đông, chân quay về hướng Tây là trái với quy luật từ trường của tự nhiên,
dễ ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể. Việc này diễn ra trong thời gian dài sẽ như nước chảy đá mòn. Hiện tại cơ thể không thấy thay đổi, nhưng về lâu dài, chính hướng ngủ sai sẽ làm tiêu hao năng lượng của cơ thể, ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Một khi các chức năng bị rối loạn, cơ thể sẽ gặp nhiều vấn đề khác nhau như da sạm đi, hoa mắt, chóng mặt, ngủ không ngon giấc. Hơn nữa, nếu tìm hiểu về khía cạnh xây dựng, sẽ biết được rằng hướng nhà Bắc hoặc Nam được ưu tiên. Đặc biệt là nhà hướng Nam có đặc điểm là dễ hấp thụ ánh sáng mặt trời, giúp sinh dưỡng khí có lợi cho gia chủ. Do đó, hướng Bắc Nam được cho là có lợi cho cơ thể của con người và giúp con người có nhiều sinh lực. Tất cả chúng ta đều biết rằng, đối với cơ thể con người, việc duy trì giấc ngủ đầy đủ và chất lượng quyết định rất nhiều đối với sức khỏe. Nếu chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo, sẽ gây hại cho sức khỏe, sinh ra nhiều bệnh tật, ảnh hưởng đến cơ thể. Ngoài ra, thức khuya, thiếu ngủ lâu ngày còn gây tổn hại tới sức lực, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc và học tập bình thường, làm giảm sức đề kháng và rối loạn nội tiết. Vì vậy, trong cuộc sống, bên cạnh việc bồi bổ cơ thể, chúng ta cũng phải chú ý tới việc đảm bảo chất lượng và thời gian đầy đủ. Trên thực tế, một giấc ngủ chất lượng không chỉ dựa vào chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hàng ngày, mà còn liên quan tới tư thế ngủ và hướng nằm ngủ. Cổ nhân có câu, muốn dễ ngủ thì chân không được để ở hướng Tây, đầu không quay về hướng Đông. Người ta tin rằng nếu nằm theo hướng Bắc Nam sẽ giúp ngủ ngon hơn và tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia sau này đã phát hiện ra điều này là có cơ sở khoa học. Hiểu theo nghĩa đen thì một người ngủ chân không được quay về hướng Tây, đầu không được quay về hướng Đông. Tuy nhiên, nhiều người không quan tâm hướng nằm ngủ mà chọn theo cảm tính. Nhưng trên thực tế, lời dạy trên có điểm hợp lý nhất định. Trong xây dựng, người ta thường chọn hướng nhà Bắc hoặc Nam. Đặc biệt là nhà hướng Nam có đặc điểm là dễ hấp thụ ánh sáng mặt trời, giúp sinh dưỡng khí có lợi cho gia chủ. Do đó, hướng Bắc Nam được cho là có lợi cho cơ thể con người, giúp con người có nhiều sinh lực. Ngoài ra, trong cơ thể của con người còn có từ trường. Phần lớn mọi người đều biết trái đất luôn tồn tại trong từ trường của hai cực Bắc và Nam. Vì vậy, khi nằm ngủ mà đầu quay về hướng Đông, chân quay về hướng Tây là trái với quy luật từ trường của tự nhiên, dễ ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, cơ thể có thể không thấy thay đổi, nhưng về lâu dài, hướng ngủ sai sẽ làm tiêu hao năng lượng của cơ thể, ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Một khi các chức năng bị rối loạn, cơ thể sẽ gặp nhiều vấn đề khác nhau, như là da sạm đi, hoa mắt, chóng mặt, ngủ không ngon giấc. Ngược lại, nếu nằm quay đầu về hướng Bắc và chân về hướng Nam, chúng ta có thể duy trì sự cân bằng âm dương trong cơ thể, mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài lời dạy về hướng ngủ, người xưa cũng cho rằng chất lượng giấc ngủ và vị trí của giường cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ. Cụ thể, chúng ta không nên kê giường dựa vào tường. Lúc này, bạn ngủ dựa đầu vào tường sẽ khiến giấc ngủ bị cản trở. Lý do là bởi phần sơn và bụi bẩn lâu nay có thể rơi xuống. Trong đó có một số thành phần độc hại,
con người hít vào cơ thể có thể gây ra tình trạng khó chịu, thậm chí là gây bệnh. Một điểm nữa là tường lâu ngày sẽ tương đối ẩm và lạnh. Những luồng khí lạnh này sẽ xâm nhập vào cơ thể con người khi ngủ. Đối với phụ nữ, lâu ngày sẽ dễ bị nhiễm lạnh, đau bụng kinh. Đối với người cao tuổi, có thể gây viêm khớp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng của giấc ngủ. Thưa quý vị, thân thể con người là vốn quý. Trên thân thể thì sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng có một thực tế rằng, nửa đầu cuộc đời, chúng ta thường dùng sức khỏe để đổi lấy tiền. Nửa sau cuộc đời thì đổi tiền lấy sức khỏe. Khi còn trẻ khỏe, không mấy ai quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Chỉ khi bệnh tật tìm đến, cơ thể lên tiếng thì họ mới nhận ra rằng mình đã phung phí sức khỏe tới nhường nào. Chăm sóc sức khỏe không chỉ ở việc ăn uống hay sinh hoạt, mà là giấc ngủ cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Từ xa xưa, tổ tiên của chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe thể chất. Từ đó có câu nói như sau: ngủ không phơi thây, nằm không che đầu, không quay hướng bắc. Hãy cùng lắng đọng tinh hoa tìm hiểu nội dung và ý nghĩa câu nói này của người xưa ngay sau đây. Thứ nhất, ngủ không phơi thây. Tư thế ngủ là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Một trong những tư thế ngủ phổ biến mà người xưa đã chú ý và hiểu rõ hơn về tác động của nó đối với sức khỏe là tư thế ngủ không phơi thây. Tư thế ngủ không phơi thây được mô tả như việc nằm ngửa và để hai tay đặt lên ngực khi ngủ. Người xưa quan niệm rằng tư thế này rất giống với tư thế của người chết và có thể gây hại cho cơ thể. Cổ nhân đã chia sẻ quan điểm rằng chỉ có người chết mới nằm ngửa và do đó để có một giấc ngủ tốt và lành mạnh, họ thường ưa thích nằm nghiêng. Tư thế nằm nghiêng này được cho là giúp cải thiện sự thoải mái khi ngủ. Việc nằm ngửa và đặt hai tay lên ngực có thể tạo ra áp lực lên tim và hạn chế quá trình hô hấp. Điều này có thể dẫn tới hiện tượng không mong muốn như gặp ác mộng hoặc làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Ngoài ra, tư thế ngủ nằm ngửa không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là với tử cung. Tổng hợp y học cổ truyền và hiện đại đã cho thấy rằng tử cung thường nghiêng về phía trước và việc nằm ngửa có thể tạo áp lực lên tử cung, ảnh hưởng tới sự lưu thông của kinh nguyệt và sức khỏe tử cung nói chung. Trong y học cổ truyền, người ta khuyên nên thay đổi thường xuyên tư thế ngủ để tránh đau mỏi khớp vai và để đảm bảo sự thoải mái và ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe nội tạng. Vì vậy, quan điểm của người xưa về tư thế ngủ và sức khỏe đã được hình thành dựa trên hiểu biết và quan sát của họ. Tuy nhiên, tư thế ngủ phù hợp có thể thay đổi theo từng người và tình trạng sức khỏe cụ thể, nên luôn quan trọng để tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc lo ngại về giấc ngủ của mình. Thứ hai, nằm không che đầu. Thói quen chùm chăn bông kín đầu khi ngủ trong mùa đông, mặc dù có vẻ ấm áp, nhưng thực tế lại có thể gây hại cho sức khỏe. Để hiểu rõ hơn về tác động tiêu cực của thói quen này và tại sao nên tránh, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề này. Trước hết, chăn bông thường dày và không thoáng khí, khiến cho không khí bên trong trở nên khó thoát ra ngoài. Khi bạn trùm kín đầu bằng chăn bông, đặc biệt là mũi và miệng,
bạn có thể gặp vấn đề về ngạt khí và thiếu khí. Việc này có thể dẫn tới việc bạn không hít thở được không khí trong lành và không có đủ nguồn dưỡng khí cần thiết cho cơ thể. Trong trường hợp bạn trùm kín đầu quá lâu, tình trạng thiếu dưỡng khí ở đầu có thể xảy ra. Điều này ảnh hưởng tới cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não. Não là một cơ quan quan trọng trong cơ thể và nó đòi hỏi một lượng lớn oxy để hoạt động một cách hiệu quả. Thiếu oxy trong thời gian dài có thể gây hại nghiêm trọng cho não, làm tổn thương các tế bào não và gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Mặc dù những tác động ban đầu của thiếu oxy có thể không phản ánh mãnh liệt, nhưng chúng có thể tích tụ trong thời gian và gây ra nhiều tác hại to lớn. Một số vấn đề có thể xuất hiện bao gồm mất ngủ, chán ăn, tinh thần uể oải và sự suy yếu về tinh thần và thể chất. Nó cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng tập trung, sự thăng hoa trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của bạn, hãy tránh thói quen trùm chăn kín đầu bằng chăn bông khi ngủ trong mùa đông. Thay vào đó, hãy sử dụng chăn mỏng hơn hoặc điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ để duy trì môi trường thoải mái và lành mạnh cho giấc ngủ của bạn. Điều này sẽ giúp bạn có giấc ngủ tốt hơn và bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ ba, không quay hướng Bắc. Từ xưa đến nay, tư thế ngủ và hướng nằm ngủ là một trong những chủ đề được quan tâm trong y học cổ điển và cả hiện đại. Các quan điểm và kiến thức về tác động của tư thế ngủ và hướng nằm ngủ lên sức khỏe đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và chúng ta cũng cần hiểu rõ những quan điểm này để có một giấc ngủ lành mạnh. Một trong những tư duy phổ biến liên quan tới tư thế ngủ là không quay hướng Bắc. Quan niệm này xuất phát từ việc chất sắt trong máu bị ảnh hưởng bởi từ trường của trái đất. Nó có thể ảnh hưởng tới máu huyết lưu thông trong cơ thể. Lượng máu bơm vào tim có thể thay đổi tùy vào tư thế ngủ của bạn. Khi bạn nằm ngửa và đầu hướng về phía Bắc, lượng máu có thể được bơm nhiều hơn vào não và điều này có thể gây áp lực lên cấu trúc não bộ. Kết quả, bạn có thể trải qua những tình trạng không mong muốn như tổn thương não, choáng váng, thậm chí có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng như đột quỵ. Những người theo quan điểm này tin rằng nếu bạn nằm ngửa và đầu hướng về phía Bắc, bạn có thể trải qua giấc ngủ kém chất lượng, gặp ác mộng và thức giấc vào buổi sáng với tâm trạng bực bội và thất vọng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quan điểm này không được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nghiên cứu khoa học và y học hiện đại. Việc nằm ngủ và hướng nằm ngủ có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn, nhưng tác động cụ thể có thể khác nhau từ người này sang người khác. Điều quan trọng là phải tìm ra tư thế ngủ phù hợp nhất cho riêng mình để có giấc ngủ thoải mái và sâu hơn. Một điều quan trọng cần nhớ là giấc ngủ là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và việc duy trì một thói quen ngủ lành mạnh và thoải mái là quan trọng hơn hết. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề về giấc ngủ hoặc lo ngại về sức khỏe của mình, luôn tốt nhất để tham khảo ý kiến của một chuyên gia y tế để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu, tình trạng mệt mỏi xảy ra sau khi thức giấc là do trạng thái quán tính giấc ngủ kéo dài. Quán tính giấc ngủ là một quá trình sinh lý điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng, thời gian phản xạ và sự tỉnh táo khi thức dậy.
Nhiều người trong chúng ta thường uể oải khi chuông báo thức vừa reo vì vẫn chưa tỉnh ngủ. Ảnh hưởng của quán tính giấc ngủ thường biến mất sau 15 tới 60 phút, nhưng có thể kéo dài tới vài giờ. Quán tính giấc ngủ làm giảm các kỹ năng nhận thức như tư duy đánh giá, ra quyết định, sáng tạo. Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn khi bạn thiếu ngủ. Dù bạn không làm nghề cấp cứu hay lái xe xuyên đêm, thiếu ngủ và mệt mỏi triền miên làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Theo các chuyên gia tâm lý, chất lượng giấc ngủ ngoài thời gian ngủ đủ, tức là ngủ đủ giấc, còn phải ngủ sâu giấc. Rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn hoặc nguyên phát có thể gây ra tình trạng mệt mỏi trong ngày. Sau đây là những lý do khiến bạn thức dậy mệt mỏi vào buổi sáng dù bạn nhận thấy mình đã ngủ đủ. Thứ nhất, một số bệnh lý nền. Mệt mỏi là một vấn đề sức khỏe phổ biến và nó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng ta thường bắt gặp tình trạng mệt mỏi và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, và đôi khi nguyên nhân không phải lúc nào cũng rõ ràng. Một số bệnh lý nền có thể góp phần vào tình trạng mệt mỏi của chúng ta, và điều quan trọng là phải nhận biết và xử lý chúng một cách đúng đắn. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân, đó có thể là một dấu hiệu của vấn đề sức khỏe nền khác. Trong trường hợp này, quá trình điều trị và quản lý sức khỏe tổng thể là cần thiết. Ngoài ra, việc duy trì một thời gian ngủ đủ và chất lượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho bạn tràn đầy năng lượng. Người lớn khỏe mạnh cần ngủ từ 7 tới 9 tiếng mỗi đêm để cơ thể có đủ thời gian để phục hồi và nạp năng lượng. Thay đổi thói quen ngủ của bạn có thể giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi. Hãy thử ngủ sớm hơn 1 tiếng so với thời gian thông thường và dậy muộn hơn 1 tiếng để xem liệu bạn có cảm thấy khác biệt trong tình trạng năng lượng và sức khỏe của mình hay không. Điều này có thể giúp cân bằng giấc ngủ của bạn và đảm bảo bạn có đủ giấc ngủ đối với nhu cầu cá nhân của mình. Thứ hai, lối sống ít vận động. Lối sống ít vận động có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe và điều này thực sự đáng lo ngại. Khi bạn ít vận động, cơ thể sẽ dần quen với việc tiêu hao năng lượng ở mức thấp và kết quả là bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường khi cố gắng thực hiện các hoạt động cơ bản hàng ngày. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới khả năng thực hiện các công việc hàng ngày mà còn đe dọa sức khỏe tổng thể của bạn. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến nghị quan trọng. Người trưởng thành nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, tương đương với 2 tiếng rưỡi hàng tuần. Điều này bao gồm các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc tham gia những lớp học thể thao. Tập thể dục đều đặn không chỉ giúp bạn duy trì cân nặng và cải thiện tình trạng sức khỏe, mà còn giúp tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt của cơ bắp, cải thiện tư duy và tăng cường tinh thần lạc quan. Vận động là một phần quan trọng của cuộc sống lành mạnh và nó không chỉ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp bạn cảm thấy sảng khoái và năng động hơn. Để duy trì lối sống khoa học và bảo vệ sức khỏe của bạn, hãy thực hiện các hoạt động vận động đều đặn và thường xuyên. Thứ ba, lo lắng, trầm cảm. Lo lắng và trầm cảm, hai tình trạng tâm lý này không chỉ ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn mà còn có thể gây mệt mỏi và tác động đáng kể tới giấc ngủ của bạn. Khi bạn lo lắng, tâm trí thường bị áp lực bởi những suy tư và căng thẳng không ngừng. Đêm tới,
Các suy nghĩ lo lắng này có thể tiếp tục hoạt động và làm cho bạn khó lòng thư giãn, dẫn tới việc mất ngủ. Tâm trạng căng thẳng và lo âu khiến cho giấc ngủ của bạn trở nên hấp dẫn hơn và khó khăn hơn để đạt được giấc ngủ sâu và thư giãn. Trầm cảm cũng gây ra những thay đổi đáng kể trong giấc ngủ của bạn. Người bị trầm cảm thường trải qua tình trạng thức dậy vào ban đêm và không thể tiếp tục ngủ, dẫn tới mất ngủ. Hơn nữa, một số loại thuốc được sử dụng để điều trị trầm cảm có thể có tác dụng phụ gây ra vấn đề về giấc ngủ. Ví dụ, làm cho bạn ngủ chập chờn hoặc không đủ giấc. Vấn đề về giấc ngủ và tình trạng tâm lý như lo lắng và trầm cảm thường liên quan mật thiết và có thể tạo một vòng luẩn quẩn. Điều quan trọng là bạn cần tìm cách giải quyết và xử lý tình trạng tâm lý của mình để cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của bạn. Thứ tư, ngủ không theo giờ giấc. Khi bạn không tuân theo một thời gian cụ thể cho giấc ngủ của mình, cơ thể có thể trải qua sự xáo trộn giống như lệch múi giờ. Điều này không chỉ áp lực hệ thống giấc ngủ của bạn mà còn tác động tiêu cực tới tình trạng sức khỏe tổng thể của bạn. Một ví dụ điển hình là những người làm việc ca đêm. Họ thường phải thay đổi giờ giấc ngủ của mình để thích nghi với lịch làm việc biến đổi. Kết quả là hệ thống giấc ngủ bị xáo trộn và dễ gây ra những vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi và rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, một số người có thói quen thức khuya vào cuối tuần, chẳng hạn vào tối thứ sáu do không phải làm việc vào thứ bảy, sau đó lại ngủ nướng suốt cả tuần. Hành vi này không tốt vì nó làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của bạn và có thể dẫn tới mệt mỏi kéo dài. Để có giấc ngủ tốt và duy trì sức khỏe tốt, quy luật giấc ngủ đều đặn và đảm bảo bạn tuân theo cùng một thời gian thức dậy và đi ngủ hàng ngày. Điều này giúp cân bằng hệ thống giấc ngủ của bạn và tạo ra môi trường tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn. Thứ năm, rối loạn giấc ngủ. Rối loạn giấc ngủ là một tình trạng gây ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Một khi bạn tỉnh giấc vào giữa đêm do rối loạn này, thường bạn sẽ khó khăn trong việc tiếp tục ngủ sâu giấc. Có nhiều dạng rối loạn giấc ngủ khác nhau, và mỗi loại có thể dẫn tới những hậu quả khác nhau. Một ví dụ phổ biến là rối loạn giấc ngủ gây ra chứng ngủ rũ, trong đó bạn tỉnh giấc một cách đột ngột và không thể thức dậy, hoặc tình trạng mất ngủ kéo dài vào ban ngày. Hoặc có thể bạn gặp hội chứng chân không yên khi chân của bạn không ngừng chuyển động vào ban đêm, gây gián đoạn giấc ngủ của bạn. Nếu bạn nghi ngờ mình bị rối loạn giấc ngủ, đừng ngần ngại đi khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời. Điều này quan trọng để đảm bảo bạn có giấc ngủ đủ và chất lượng, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể của mình. Quý vị thân mến, lời khuyên cổ nhân về giấc ngủ đã cho chúng ta một bài học quý báu về tầm quan trọng của việc duy trì một giấc ngủ đủ và chất lượng. Như đã nhắc tới trong bài viết, việc giữ gìn một thói quen ngủ lành mạnh có thể giúp phòng tránh nhiều vấn đề sức khỏe và bệnh tật. Bài học quý báu từ những lời khuyên của cổ nhân chính là nhắc nhở ta rằng giấc ngủ là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và tránh xa bệnh tật. Chúng ta cần thấu hiểu rằng giấc ngủ là thời gian quý báu để cơ thể tự phục hồi và làm mới bản thân. Do đó, để duy trì tình trạng sức khỏe tốt và tránh xa các vấn đề liên quan tới giấc ngủ,
hãy tuân thủ những lời khuyên này và biến giấc ngủ thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.